trình Ngôi Sao Vô Đối. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta chính xác là một cuộc thi. Tại sao lại có tên là Ngôi Sao Vô Đối? Bởi vì chương trình được mở ra với mục đích tìm kiếm một nghệ sĩ toàn năng trong tất cả mọi lĩnh vực. Ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, thơ văn, thậm chí xiếc và ảo thuật cũng phải rành luôn. Và đêm nay là đêm thi chính thức với sự tham gia của một thí sinh duy nhất. Dạ vâng. Và chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh duy nhất. Chúng ta không thuộc về nhau. Nào mà Gia Bảo. Gia Bảo là tên ở nhà. Bây giờ đi thi rồi, tên khác rồi biết chưa? Bực bội fan mướn một đứa 30.000 làm không ra cái gì hết trơn rồi. Đem hình ảnh ra coi, cổ vũ lên coi. Mày đem hình bà nội tao đây chi vậy? Nói chứ, thằng này còn 25.000 thôi nha. Bội, dạ chào chị. Anh đi thi hả? Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Dạ anh chào khán giả đi. Dạ. Xin kính chào các bạn. Trời ơi, anh chào cái tụi húng hồn luôn á. Dạ. Rồi, bây giờ nãy nghe nè. Ủa, mặt anh dính gì hả? Để tôi chùi cho. Đâu có dính gì đâu chị, em xăm mà em sợ đau. Cho nên em chỉ vẽ lên thôi. Vẽ lên thôi. Anh vẽ cái gì vậy? Tattoo. Nãy nghe nè, anh có lộn không? Sao vậy? Sao tôi đâu có thấy tattoo? Thấy cái này là tha thu là anh sơn tùng, em chế thêm em thả thú. Nguyên một cái vũ đoạn của em nè, vũ đoạn Siki. Siki là của sơn tùng, tụi bay là Siki rồi. Ki bực bội, quên tên nó hoài. Rồi thôi được rồi. Rồi bây giờ anh giới thiệu tên họ của mình đi cho mọi người cùng biết. Dạ kính thưa mọi người, em là một ca sĩ đi hát lâu năm rồi, tuổi càng ngày càng lên mà tên không ai biết. Cho nên hôm nay đến với cuộc thi này, cái tên của em có một cái tên rất là đẹp, một cái tên rất là Korean. 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 Hàn Quốc á hả? Đúng rồi, tên Hàn Quốc. Và cái tên Hàn Quốc của em nó gồm có 3 chữ. Choi Jung Sung. Bình thường. Choi Ji Suk. Chuyện nhỏ. Lee Min Ho. Không bằng em. Chứ anh tên gì? Chihuahua. Trời đất ơi, tên như anh, không lẽ giờ tôi làm MC tôi bước ra. Dạ bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Chihuahua. Chihuahua là phải vậy đó hả? Dạ cái tên em giá trị lắm đó chị. Cái tên em ít nhất cũng 20 mấy triệu một con mà chị. Thôi được rồi, không sao. Bây giờ dạ. Anh cho tôi biết ngày tháng năm sinh. 3883. Tôi hỏi ngày tháng năm sinh. 3883. Trời ơi, tôi không có hỏi số đề. Đâu có đánh số đề đâu. 3 tháng 8 năm 1983. Trời ơi, nó nói tắt vậy thôi. Rồi xin lỗi. Rồi giờ tôi hỏi cái khác nha. Dạ. Rồi quê quán ở đâu? Em hát thử chị đoán thử quê em ở đâu nha. Khó quá. Rồi dạ. Hát đi. Ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ, sông Hậu Giang sóng trăng đón chờ, nghe lời ráo cô nàng mang bánh ngon mua giùm em bánh tráng Tây Ninh. Anh ở Tây Ninh hả? Đúng rồi, em ở Sài Gòn. Ủa sao kể ra cả chục cái địa danh vậy? Em đi phượt xuyên Việt, em đi tìm nụ cười, bởi vậy mới có cười xuyên Việt. Nhấn cho nó phải vỗ tay lên phải không? Cũng ấn tượng. Dạ dạ. Phần giới thiệu bản thân cũng ấn tượng. Dạ. Rồi bây giờ mình đến cái phần mình kiểm tra cái kiến thức của bản thân nha. Kiến thức hả chị? Phải rộng mở nhiều lĩnh vực lắm nha. Rồi. Rồi đầu tiên mình hỏi về văn học đi. Văn học em 1.4. Rồi được rồi, bây giờ tôi hỏi văn học nè. Dạ. Tóm tắt truyện Kiều. Dễ ợt. Truyện Kiều của Nguyễn Du đúng không? Ừ. Đầu lòng hai ở Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân, đúng không? Đúng. Em mới tóm tắt tiếp cho chị nghe nha. Rồi bỗng một ngày kia, Thúy Kiều đem lòng yêu một chàng trai mang tên là Vũ Khắc Điệp. Rồi sau đó Kim Trọng Điệp.
Trọng. Điệp. Trọng. Kiều Thi yêu hay bà yêu? Kiều yêu. Người ta muốn yêu ai ta yêu chứ. Yêu một chàng trai tên Vũ khắc Điệp. Rồi bỗng một ngày kia, chàng Điệp lên kinh thành ứng thí đổ trạng nguyên cưới công chúa. Rồi lúc đó mẹ của Kiều ở nhà khóc mù cả đôi mắt. Cho nên Thúy Kiều mới cõng mẹ lên đường tìm anh Điệp. Giữa bìa rừng bà mẹ nói: Kiều ơi, mẹ đói bụng quá Kiều ơi. Kiều mới thương mẹ quá, mới không biết làm sao. Cho nên Kiều mới làm nghĩ ra một cái cách là sẽ dùng con dao làm thịt những con thú rừng cho mẹ ăn. Bỗng nhiên có một con cọp xuất hiện. Thúy Kiều suy nghĩ trong lòng là sẽ dùng con cọp đó lóc thịt con cọp cho mẹ ăn. Bỗng nhiên con cọp làm rào. Thúy Kiều giật mình lóc thịt bà mẹ cho cọp ăn luôn. Cái gì vậy? Chuyện Kiều mà con cọp ở trong vậy? Không có, cái này mát sắp á chị. Rồi tôi hiểu luôn, tôi hiểu tại sao mà Từ Hải chết đứng rồi ha. Ủa là Từ Hải chết đứng là do em hả chị? Dạ, nhờ anh đó. Vậy em người làm nên lịch sử rồi. Kỳ này má em mừng lắm nè. Rồi, thôi bây giờ tôi đố bằng một cái câu văn, cái xong anh đối lại tôi bằng một cái câu văn nào đó nghe. Đối văn với nhau. Đối ha. Văn em một bụng. Rồi, 90% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hồng. 90% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hồng. Dạ. Yeah. 90% đàn ông mặc áo hồng không thích phụ nữ. Ừ ha, cũng đúng ha. Bây giờ tiếp nè. Dạ. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp. Không phải người đẹp nào cũng là đàn bà. Rồi dạ. Bây giờ tôi hỏi Vũ khác nè. Dạ. Rồi bây giờ mình đố nhau bằng thơ đi. Thôi giờ chị ra đề thử đi. À, đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Chị ơi khó quá, nằm võng không cho đưa, thôi nằm chính dáng rồi đi. Dạ tôi đố vậy đó. Đố ai nằm võng không đưa. À. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Ừ. Người chết nằm võng không đưa, người đuôi gặp lại người xưa không nhìn. Đuôi đâu có nhìn được má. Em thắng rồi. Tôi bắt đầu sợ anh rồi đó. Dạ, em cái gì chứ trả cho em làm hay lắm. Thắng cái gì mà thắng. Rồi bây giờ anh có tài năng ca hát không? Thể hiện đi. Bây giờ em nói chị nghe, em hát nhiều giọng ca sĩ khác nhau chị nghe luôn. Thử không? Đừng có xạo tôi nha. Để đầu tiên em hát chị nghe giọng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dạ, xin mời khán giả cho anh chàng khó tay. Dạ. Mà chị biết anh Đàm Vĩnh Hưng lúc lớn đâu biết lúc nhỏ phải không? Em hát cho chị nghe anh Đàm Vĩnh Hưng lúc 4-5 tuổi. Có luôn hả? Vừa tắm mưa vừa hát cho nên giọng mới khen. Vậy hả? Dạ, cái quá trình mà. À. Phong cách mới tới Đàm nha. Rồi. Chà chà. Chà chà. Má thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống bà. Cả nhà thoa cũng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Còn ai nữa không? Tiếp một tiếp theo nha. Tiếp luôn. Tiếp theo giọng ca của nam ca sĩ Lam Trường. Anh Lam Trường. Mà bắt chước Lam Trường phải bắt chước từ phong cách mấy tay giọng hát. Phong cách của Lam Trường ai cũng biết. Hãy nhìn vào cái phong cách Lam Trường. Ngậm cái môi dưới vô, nuốt vô nhả ra mới hát. Còn cái môi dưới nó còn hay không là hên xui. Cái thức là hên xui. Rồi. Phong cách rồi. Anh Lam Trường. Lam Trường, xin mời. Cái gì mà có quá quá trọng vậy? Không có, em nói chị nghe, anh Lam Trường anh ca hay lắm. À? Anh Lam Trường là một nghệ sĩ tài năng, một thần tượng của em mà. Anh Lam Trường mỗi lần phiêu nó làm mà tay em là chi qua qua cho nên em quá quá. Chị nghe giọng Hồ Ngọc Hà không? Hồ Ngọc Hà. Thích không? Thích. Khoái không? Khoái. Về mua đĩa nghe đi chị. Chưa có tập. Anh chọc tôi hoài nha. Dạ. Biểu diễn xong rồi phải không? Dạ xong rồi. Không, anh hát được ai cũng hay mà tôi đâu có nghe được cái giọng thật của anh đâu. À hát giọng của em phải không? À. Em sẽ ca cho chị nghe một ca khúc nổi tiếng đình đám nhất hiện nay. Anh cứ đi đi phiên bản giọng cổ. Được không? Em hát. Ôi ghê ta. Thử rồi. Nha. Xin mời. Mình ơi mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì đâu ai thấu. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe mi sầu.
đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn y thấy anh cười à, vì yêu nên em xin anh cứ đi đi và đừng quay trở lại. Trong cuộc tình này anh hãy bỏ mặc em. Thôi tóm lại là cái phần mà thi thố của anh bữa nay nó cũng xong rồi. Tôi nói nghe, đêm thi duy nhất mà có mình anh thí sinh duy nhất à. Thành ra là tôi cũng xin được tuyên bố luôn. Dạ. Anh là người thắng rồi. Yeah! Thua cuộc. Em thua cuộc. Đúng rồi. Anh rất là tài năng, anh rất là giỏi, anh chinh phục được tất cả khán giả ở đây. Đúng rồi. Nhưng mà thực sự á, nghệ sĩ là gì? Một khi mà anh hiểu cái gì anh phải nói cho đúng. Văn học, anh không có kiến thức, anh nói tầm bậy tầm bạ rồi khán giả người ta cười mình rồi sao? Đúng không? Rồi hát cũng vậy, giọng hát của mình không có bắt chước người này, bắt chước người kia. Rồi đây là cái gì? Có phải là khán giả thật sự của anh không? Anh suy nghĩ lại đi, tài năng có, đam mê không thiếu, đi về rèn giũa, cố gắng tập luyện, làm sao năm sau anh quay trở lại đây, tôi tin với cái tài năng của anh, chắc chắn anh sẽ trở thành ngôi sao vô đối. Em nói cho chị nghe, em biết rồi, có nghĩa là mình muốn làm một người nghệ sĩ chân chính, mình phải tìm đến những cuộc thi, nhưng mà không phải cuộc thi nào cũng hợp với mình. Đúng mình rồi. Nhắm cuộc thi nào mình có khả năng thì mình hãy đi, đúng không chị? Cái tên của mình quan trọng, anh cũng không thể nào đặt một cái nghệ danh như vậy, giống như làm trò cười cho khán giả, không được. Em suy nghĩ rồi. Lại đi. Bây giờ em sẽ đi thi, em đến với một cuộc thi hợp với khả năng của em, mà em tin là em có thể làm được và đi sâu tới tận cùng. Đúng. Em sẽ đến với cuộc thi Cười Xuyên Việt với tên thiệt của em, Gia Bảo. Chúc mừng ngôi sao vô đối Gia Bảo vừa hoàn thành được rất xuất sắc phần thi của mình. Và xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ diễn của chị Ốc Thanh Vân và vũ đoàn ABC. Và bây giờ chắc là rất là hồi hộp để lắng nghe ý kiến đến từ đại khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xin mời anh. Ngày hôm nay á, là ngồi đây tôi nhìn thấy một Gia Bảo và một cái tiết mục song tấu mà lâu lắm rồi chưa xem lại. Bởi vì trong tất cả các chương trình ít có cái chương trình nào mà nó song tấu giống kiểu này lắm. Tôi cũng cảm ơn Ốc Thanh Vân. Và ngày hôm nay con đã làm hết những cái sở trường, sở đoản của mình. Chỉ hy vọng rằng là con sẽ phát huy từng cái sở trường trong suốt cái cuộc thi của mình. Chúc con thành công. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Hoài Linh ạ. Đây là cái tiết mục đầu tiên mà anh Bảo bén duyên với lại bên hài á. Trong lúc tập với anh Bảo thì anh Bảo là một người tập á, rất là nghiêm túc nhưng mà hay nhăn nhó và khó tính trên sân khấu lắm. Lúc nào Hiền cũng dặn ảnh là với bạn diễn hay với tất cả mọi người mình phải vui, mình mới có những cái sáng tạo được. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều sự khởi đầu suôn sẻ nữa dành cho Gia Bảo và cũng như tất cả các nghệ sĩ còn lại. Cảm ơn Gia Bảo.